Action. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Fan Vlog. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu một loại kẹo Nga mới. Đây. Đây là kẹo gì đó. Mình không biết đọc. Mình sẽ gọi đây là kẹo sô cô la tổng hợp nhá. Ok, giờ mình sẽ đổi ra bàn luôn. Ui. Đây, theo như mình được biết thì một gói có khoảng 20 vị nhé các bạn. Đây, có rất là nhiều vị. Bây giờ mình sẽ ăn thử một vài cái nhá. Đầu tiên mình sẽ ăn cái này trước đi. Đây, mình sẽ ăn cái này trước. Được chưa? Ok, từ. Ok, bên trong nó sẽ như thế này. Vì nó có rất nhiều vị nên mình sẽ ăn được khoảng 2-3 vị thôi nhá. Cái này nó có kiểu vị hơi rượu rượu ấy. Mà ăn khá là ngon các bạn ạ. Ok. Tiếp theo. Mình sẽ ăn cái em rồi. Ok. Mình sẽ gọi cái màu vàng này. Đây các bạn. Từ từ. Rồi mình sẽ cắn thử nhé. Đây các bạn. Thì cái hương vị này nó kiểu thế nào nào? Hay nó thế nào? Vị như nào? Nó có các cái hạt bên trong ấy. Nó rất là ngon các bạn ạ. Thơm cái mùi. Nó giống cái kiểu cái kẹo mà cái kẹo gì của Việt Nam ý, cái kẹo mà hay uống nước, cái gì kẹo gì nhỉ, kẹo dồi à, hình như là kẹo dồi phải, mà khá là giống ấy. Nào, tiếp theo mình sẽ lấy thử cái này, thế này là có vẻ cứng hơn hai cái kia. Ô, có hoàng dương đấy các bạn. Cái này là chỉ có với kẹo hạt hướng dương nha các bạn. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thích video thì hãy like, share và đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn sau. Bye bye.